Đạt Gờ chính thức lên tiếng sau những lời tố cáo từ phía Du Uyên, khẳng định nghèo nhưng không hèn. Sau khi công khai chuyện đường ai nấy đi, biến căng giữa Đạt Gờ và Du Uyên mấy ngày nay càng ngày càng ồn ào với những lời lẽ tố cáo từ phía nhà gái. Cụ thể, phía Du Uyên xác nhận đã chia tay, nhưng sau đó tiết lộ thêm nhiều tình tiết bên trong cuộc tình khiến khán giả được một phen bất ngờ. Hóa ra hành động tử cao thượng của Đạt Gờ khi nhường kênh YouTube lại cho Du Uyên thực chất là để lại toàn bộ số nợ hơn 400 triệu đồng cho nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, Du Uyên cũng khiến dư luận dậy sóng khi công khai những tin nhắn với lời lẽ vô cùng tục tiểu và bạo lực được cho là của Đạt Gờ nhắn tin đe dọa bạn gái cũ. Không chỉ vậy, bạn gái trước thời Du Uyên cũng xác nhận Đạt Gờ có tính vũ phu và thường xuyên lợi dụng người yêu vì lợi ích cá nhân. Trước những lời tố này, chiều 27 tháng 4, Đạt Gờ đã chính thức phản hồi trên trang cá nhân, nguyên văn chia sẻ của Đạt Gờ. Cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi một bài học hay trong cuộc đời mình, để bản thân có thể hiểu hơn về sự thắng thua của con người. Không một ai có thể nghe điều gì từ tôi đâu, nên đừng cố gắng gặng hỏi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không phải người thực vật, không nằm một chỗ mà đợi người đến đưa đồ ăn cho vào miệng. Nghèo thì có nghèo thật, nhưng hèn thì chưa bao giờ hèn. Trong tranh cãi gay gắt, sự thật bị đánh mất. Muốn chúc em thật nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn em. Chuyện mình kết thúc đâu phải vừa mới hôm qua, tụi mình kết thúc cũng khá lâu rồi, chỉ tại ngoài kia không ai biết. Chắc em đang rất vui khi bao người vào đây xé xác anh, em thành công rồi đó. Có thể thấy được rằng, Đạt Gờ đang có ý định phủ nhận thông tin tiêu cực đang bủa vây mình. Tuy nhiên, việc nam ca sĩ nhấn mạnh Du Uyên đã thành công trong việc khiến nhiều người xé xác mình, khiến không ít người tò mò về câu chuyện đằng sau. Liệu drama này sẽ tiếp tục kéo dài hay chính thức khép lại sau phát ngôn từ Đạt Gờ? Sau những ồn ào chuyện tình Du Uyên và Đạt Gờ, câu chuyện về quá khứ ăn bám, bạo hành bạn gái trước đây của nam ca sĩ đã bị đào lại. Câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của khán giả và được bàn tán xôn xao. Những ý kiến của Đạt Gờ vừa rồi tiếp tục làm dư luận có những ý kiến trái chiều. Người cảm thông cho nam ca sĩ, người lại lên án anh chàng vì những điều tồi tệ đã làm. Khi yêu nhau, ai cũng nghĩ mình sẽ yêu nhau mãi mãi, ai cũng tìm cách để lưu lại những kỷ niệm giữa hai người. Có người chọn làm album hình, có người chọn cách đi du lịch cùng nhau, cũng có những người chọn cách xăm hình tên người yêu lên người để làm minh chứng. Ấy thế, nhưng đâu phải cặp đôi nào cũng đi được đến cuối cùng. Nay yêu, mai chia tay, và những hình xăm thì vẫn còn đó. Xóa thì sợ đau, mà không xóa thì không ổn. Thế là người ta nghĩ ra cách biến đổi hình xăm đó sang một diện mạo mới. Nhưng tưởng chỉ người bình thường mới như vậy, nhưng có vẻ như không phải. Mới đây, dân tình phát hiện ra dường như Du Uyên cũng đã có hành động tương tự sau lùm xùm chia tay Đạt Gờ. Trước đó trong thời gian còn mặn nồng với Đạt Gờ, trên tay Du Uyên có xuất hiện một hình xăm kiểu chibi. Hình xăm này được cho là gương mặt Đạt Gờ phiên bản cute. Ở thời điểm đó, nhiều người tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ trước hành động chơi lớn của Du Uyên và cho rằng đây là một cách biểu lộ tình cảm với bạn trai cực kỳ táo bạo. Tuy nhiên, đời người ai biết được chữ ngơ, hạnh phúc, tri kỷ là vậy, nhưng đến nay, cặp đôi cũng đã toang. Theo những hình ảnh soi được, để giải quyết hình xăm khó xử trên cánh tay, Du Uyên đã quyết định tậu thêm khẩu trang, mũ len và cặp mắt kính cho Đạt Gờ phiên bản tattoo. Như vậy, chẳng còn Đạt Gờ nào trên cánh tay Du Uyên nữa, mà chỉ còn một anh chàng cool boy là hoắc nào đó thôi. Đáng chú ý hơn, bức ảnh có hình xăm bị sửa được Du Uyên đăng tải từ cuối tháng 2. Điều này chứng tỏ thời gian rạn nứt giữa Du Uyên và Đạt Gờ đã diễn ra khá lâu, nhưng phải tận đến mấy ngày trước, mọi thứ mới bùng nổ.